Cục kênh theo ông mà đến lai xen, cục lêu dự khó bết vững, xe là công tác mấu chốt, hòng chương trình cục nông thôn mọ, theo nâng thang đời đẹp vật chất xạo tinh thần, hòng hân dân, cục hãy bán mức nghìn càng đuôi mọ, xe là do, mây hơn lộc xe phân bạc xe là hẳn sân cháy mương, xuất phát điểm xe tăm, nâng cháu sơ, yến mau, phượng mau, tu vũ, lộc nấy, xác nhất thành sơ tu vũ, phận là sơ, đầu tiên ông ven thanh thủy mà đích nông thôn mọ. Lăng thong bay sắp nhấp, sơ đã đáy công nhân là nông thôn mọ. Mấy chị ao mà thoi ăn diện mạo mọ, mà cảnh quan môi trường. Về cục cháu mô hình cục kênh, cục hãy xét ao mà, hồng hân dậu đầy sơ sẽ thay đổi từng nghền. Lộc nấy sơ đã mây há hấp tắc sơ nông nghiệp. Còn hơn, bẹt bạc thành viên, cháu chương trình sừng tú cụ, bọc cờ, tá hấp tắc sơ, giặt bay xe ao ma hay cháu lan hồi viên, tá tham bạc lần thợi bạc mơn sẽ lây. Thì tôi thấy là thứ nhất là môi trường, ở đây là trong sạch. Câu thêm, tời ếch là môi trường rộng đấy sẽ xanh, tời thong là cờ mau, hồng tời sẽ lai lai. Cờ mau lai, sư sẽ ngơi hết vích sưng long tền, hơn thêm câu sẽ đỡ bè nông rộn ấy, hơn chốc hẳn, đều sưng long tiền thành công. Đời hồng cháu hắn sưng nơi nhất, xe đẩy há xếp thùng. Về cục cháu mô hình cục kênh, kinh tế tập thể, lai hồi viên cục nả, dậu sơ tu vũ, nừng đáy tạo điều kiện, giải quyết về cục dậu sơ. Tá hong hẳn cục nả, mời thêm giặt phân xẻn, nọc về cục nả, bá phượng còn nấy, lần còn cơ sở máy nấy, bá mấy ná cục chúng la, lộc mấy lốn, làn đêm xỉ lộp lai hó. Nhờ sa thú đốc tư, lộc nấy, bà con lai pe núng cơ sẽ mẩy thêm nguồn xẻn, đời đẹp sẽ đỡ khổ hơn. Lương ổn định cục dạo nấy lương sẽ ổn định, nên lan câu xe nghìn cảng bay hớn. Còn nấy xẻn ao ma sẽ mấy đến lai, tầng lộc nấy xẻn ao ma sẽ thang hơn, cứ đều là há lần lộc mơn, giật bươn. Kia thì chưa có cái công ty này ấy, thì chúng ta chúng tôi thì cũng còn nấy mắng háu công ty cục sư món câu mắng mấy thời gian theo cục vệt dậu đấy sợ ta lốc mấy công ty nấy cục rộng sợ món câu háu ma cục công nhân mời về cục xẻn ao ma sẽ đến lai hơn cháu lốc mấy lốn sư sẽ tham gia cháu cục vệt dậu đấy sợ sau cục nông thôn mọ tham gia công tác hội hè ở địa phương xây dựng nông thôn mới. Sơ sẽ đã tích cực cao hẳn dậu nấy, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cục vịnh. Hẳn cục nả, bao dần, đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật hấu vịnh cục kênh, đều bày hớn. Đã có phần, ông mà đến lai xen, cải thiện đời đẹp, thay đổi bộ ná dậu nông thôn, sơ tu vũ. Ta giặt sơ cục nả, xẻn ông mà trị đợt, ngây xếp kha mơn, giặt hân giặt bay. Học bay thông sinh lên xếp há, lộc nấy là tăng hớn, thợi xếp ngây mơn. Giặt hân giặt bay, tỷ lệ lan hó hong sơ, giảm lông trị mây, tham phần thong phần bạc. Từ cái việc mà xây dựng được các cái mô hình kinh tế để nâng cao cái thu nhập cho bà tá viết cục cháu mô hình cục kênh, xe đã ông mà lai xen, thấy hân dậu đầy sợ. Tá hong hẳn dậu nấy sẽ tỏ dậy trong mây, cục cháu công trình đều nâng thang cháu tiêu chí cục nông thôn mọ. Mà dậu nấy cụ thể là mô hình cục kênh, cơ sở hạ tầng dậu đời cháu bán mương. Để xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu dân cư. Dậu khẩn cái lời hãy then, dậu cháu sơ, tên lây, huy động đáy trí tuệ, tâm huyết, xèn cụ, dậu lẻ không dắt thân dân, tỏ dậy con lát nôm, con sơ, cục cháu tiêu chí cục nông thôn mọ, sư sa hong, xô đạt đích nông thôn mọ dậu ngược thoi, con nấy, dậu bán, cấu. Sơ tu vũ viên thanh thủy, mới làn văn hóa, cháu hoạt động hôi họp, văn hóa thể thao, thưởng thức, co, mấy sư mân làn ho hân dân. Lộc ná chủ trương, lan nôm đỡ, dắt phân xèn cốc làn văn hóa, hần dầu đầy bán sẽ tỏ sậy hay tôm, góp xén cốc làn văn hóa, sau cháu công trình cơ. Trước kia, khu dân cư chúng tôi là rất là khó khăn.
Còn đấy, bán mương xì lộp lai hó lai, cốc vệch ca la, sư xê tật mân làn hông dân, theo tổ chức họp bán, tàn lộc mây chương trình cốc nông thôn mọ, sư đáy quan tâm hông lan hôm, đáy cúc ăn lan văn hóa, ban công tác mặt trận bán, xe đá cây vận động, cháu lan rộng đề bán, tỏ dậy hái tôm, theo cốc làn văn hóa, sao lộc nấy, làn văn hóa sẽ đáy cúc đời mọ. Đến nay cũng đã được mở rộng. Và những ngày mưa, ngày gió như này thì chúng tôi rất muốn là hào chống hết cọc phôn nâng nấy, món cao xe ai mẩy giặt ăn lan, vòm, tèo tổ chức cho bụi vui chơi, hay tất cả cháu hất dậu đời bán, đều nâng hàng tinh thần thể thao. Sao ông câu sẽ động viên câu, sao lực lan, cạn lan, tèo voi ăn tâm huyết dạo, xèn cụ, tèo câu hay bán, lăng hong sư, lao cậy hay trưởng bán. Lần lộc nấy, kết cấu hạ tăng kinh tế, xã hội nông thôn, sau khẩn xa tu vũ, xe tương đối đông bộ, nhật lá tắng lần bay, bạc phân bạc cháu tiêu lần bay, xe đáy lọ, bê tông hóa sau nhựa. Cháu lĩnh vực giáo dục y tế, sau bảo vệ môi trường, đều thu đáy kết quả đời lai, có phần thúc đẩy an sinh xã hội, từng bước cục thay đổi bộ ná nông thôn. Mày đáy ăn kết quả hong là nhờ ăn trong may có plen, hằng, xin tỉ mòn, sau hàng xin nghiên công cục về không hân dầu nấy. Đối với nâng cao các tiêu chí thì trước hết là về kinh tế thì nhân dân rất là... Còn việc nâng thang cháu tiêu chí, còn là mà kinh tế, sư hân dầu đầy xa xe, các cục, còn cháu tiêu chí các mà văn hóa, giải tộc thầy, sao lĩnh vực hạ tăng cơ sở, sư thức, dự háo lét mô hân dân, mà xe, mấy có ép, mà dậu nấy, món câu xác định là quốc nông thôn mọ, là tức liên tục, mấy mây khởi đâu sau mấy mây lộc lẻo, về phân cặn mà món câu, phân kỳ sau đánh giá cái lợi, cục kèm kế hoạch đều hàng bay, chứ mấy xôn thoại giặt lốc, nào cục bát nương xưa nạc khé hân dậu đây xa. Ai xếp há bay qua, đá mây, hằng mân lật hẳn, tham gia, cóp công, cóp cụ, còn lan nôm, cuộc hớn quốc cách mạng đã về cục nông thôn mọ. Tại chương trình mục tiêu lan nôm mà cục nông thôn mọ mà đích còn thấy hơn. Tèo lân bê tông bậc, làn văn hóa đời mọ, cháu ăn lan đời mọ, cháu mô hình cục kênh ở Malaysia, hong sẽ là cháu thanh quả đời, hong sơ Quảng Yên. Vên thanh ba mà đích nông thôn mọ còn hân dậu nấy đang đáy hửng mạc tìm do chăn tơi có plen mà cục đường là ngõ tắng lần nấy nhà, sau hóa, ăn lan văn hóa nấy ăn ca la tứ mây ăn ca la tứ mọ sau đời lai sẽ là đặc điểm dậu đây sợ là nếp đẹp văn hóa nơi nơi món câu mắng mà sợ sư lộc nấy thêm đuôi mọ lai còn việc huy động cháu nguồn xèn đầu tư cục cơ sở hạ tầng đồng bộ, đời về cục nông thôn mọ, ven thanh ba, xe đá chú trọng, cục thận, nội lực hồng hân dân, tỏ say, trong len cục nông thôn mọ, đặc biệt xác định mục tiêu cuối cùng là nâng thang chất lượng đời đẹp hồng hân dân. Ven đã gắn với cục nông thôn mọ, còn với cục khâu đột phá, phát triển về nông nghiệp, kèm hướng cục hàng hóa, ứng dụng công nghệ thang. Khẩn cơ sở xác định để tiềm năng, thế mạnh cháu sản phẩm chủ lực hồng ven đã triển khai chính sách hỗ trợ sau chỉ đạo ấn mạnh việc ứng dụng cháu tiến bộ khoa học kỹ thuật tăng cường ăn liên kết cục kênh kem chuối xây dựng nông thôn mới là mục tiêu là cục nông thôn mọ sẽ là mục tiêu phục vụ hân dân hướng mà hân dân sau cục nông thôn mọ chăn la hân dân được tham gia cục nên một câu đã phát huy lành mạnh hồng hân dân phát động đáy hơn người xếp cơ, số tắng lân bê tông, sao hơn xếp cơ số, tèo lân, thủy lợi nội đông, cháu Nga, cháu đoàn tể, sẽ tỏ dạy huy động hẳn rộng đây xa, thạo xanh môn trường, tắng lân bay, cục cháu tiêu lân va, cục thay đổi môn trường dầu nông thôn. Nông nghiệp, nông dân xạo nông thôn, luôn đáy tương xạo là nôm lau, quan tâm lai. Tèo cháu chủ trương chính sách không tương xạo là nôm, đòi lĩnh vực nấy, tiếp tục ao ma đấy hiệu quả, phát huy đấy vai cho cục chủ hồng hân dân, đời lốc cục sẽ là bài học. Đặc biệt quan trọng, đều huy động phát huy hiệu quả, cháu nguồn lực.